Nối tiếp hai bạn diễn nam trong Trường Tương Tư là Trương Văn Ý và Đàn Kiện Thứ ra mắt phim mới. Dương Tử cũng không chịu kém cạnh khi chuẩn bị cho bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu đóng cặp cùng với Phạm Thừa Thừa lên kệ. Muốn Mãi Mãi Yêu được xếp lịch lên sóng vào tháng 1 năm 2024. Hiện tại bộ phim đang bắt đầu công tác tuyên truyền. Có thông tin cho biết Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử sẽ được thả xích vào ngày 9 tháng 1 trên Youku. Sau khi thành công vang dội với Trường Tương Tư vào mùa hè, bộ phim tiếp theo của Dương Tử đang nhận được rất nhiều kỳ vọng. Liệu rằng nó có trở thành cú nổ tiếp theo trong sự nghiệp của Dương Tử hay không? Nội dung của Muốn Mãi Mãi Yêu. Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim hiện đại kể về nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Danh Tử, Dương Tử, Tưởng Dực, Phạm Thừa Thừa, Phương Minh Vũ, Chu Nhan Mạn Tư, Trang Viễn, Vương Kiền Việt, Lam Diệc Phi, Phương Duyệt Kiều và Quan Siêu, Chiêu Thụy. Bọn họ là 6 đứa trẻ được sinh ra trong một đại viên doanh nghiệp nhà nước. Hoàng Danh Tử, Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu trở thành bạn bè từ năm 6 tuổi sau một tai nạn trong nhà máy. Cho đến khi học đại học, tất cả bọn họ đều lớn lên trong một đại gia đình ấm áp và tràn đầy hơi thở cuộc sống, được gọi là nhóm 6 người. Vốn đã ước định với nhau rằng cả đời này sẽ là bằng hữu tốt, thế nhưng bởi vì năm ấy thi đại học ngoài ý muốn mà họ đã phải chia tay nhau. Nhiều năm sau khi đã ở tuổi 30, mỗi người đều có con đường cuộc sống riêng. Bỗng nhiên một ngày, bọn họ nhận được tin tức từ bạn thân Quan Siêu sắp kết hôn. Chuyện cũ trong quá khứ một lần nữa hiện ra rõ ràng trước mắt. Đối với Hoàng Danh Tử mà nói, đây là một cơ hội tốt. Cô ấy vẫn luôn hy vọng nhóm 6 người của bọn họ có thể tụ hợp lại lần nữa, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và thân thiết như xưa. Lần này cho dù khó khăn như thế nào, Hoàng Danh Tử cũng nghĩ hết mọi biện pháp để có thể gắn kết mọi người lại với nhau, cùng nhau đi tiếp. Nam chính Phạm Thừa Thừa, tiểu sinh 2000 đầy triển vọng. Mới đầu khi công bố dự án phim Muốn Mãi Mãi Yêu, nhiều người đã tỏ ra quan ngại khi nam chính Phạm Thừa Thừa kém Dương Tử tới tận 8 tuổi. Tuy nhiên, sau khi những thước phim đầu tiên được công bố, dường như diễn xuất ăn ý và sự hòa hợp giữa Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đã hoàn toàn xóa bỏ sự nghi ngại của khán giả. Phạm Thừa Thừa, nam diễn viên trẻ sinh năm 2000, nổi danh với show Sống Còn Idol Producer năm 2018, cựu thành viên nhóm nhạc nam Nine Person, đã lót tay một số vai diễn như Tân Liệt trong phim Linh Vực, Dương Trừng trong phim Từng Niên Thiếu, Tưởng Thừa trong phim Vai Trái Có Bạn. Ngoài ra, Phạm Thừa Thừa còn được khán giả biết đến là em trai ruột của hoa đán nức tiếng một thời Phạm Băng Băng. Dịp lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, tác phẩm điện ảnh Godspeed Chưa Thạo Đường Đời với sự góp mặt của Phạm Thừa Thừa được công chiếu. Anh đóng chính cùng với Mã Lệ, Kiều Sam, Trương Tịnh Nghi. Sau 5 ngày ra mắt, bộ phim thuộc thể loại gia đình hài hước, cha vợ con rể là tình địch này đã đạt doanh thu phòng vé lên đến 60 triệu USD, điểm chất lượng 6,6 trên 10. Dù mới chỉ tham gia showbiz 5 năm, nhưng Phạm Thừa Thừa đã hoạt động rất chăm chỉ và gặt hái được những thành tích nhất định, bỏ túi 10 bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, là tiểu sinh triển vọng bậc nhất lứa 2000. Chuyện tình đặc biệt chuyển đổi từ tình huynh đệ thành tình yêu. Khác với các bộ phim ngôn tình hiện đại thường thấy, Muốn Mãi Mãi Yêu khai thác chủ đề tình yêu theo một cách rất đặc biệt. Nam nữ chính Hoàng Danh Tử, Tưởng Dực vốn là bạn thân lâu năm. Tính cách của Hoàng Danh Tử lại có phần phóng khoáng mạnh mẽ. Trong nhóm bạn thân, cô luôn sôi nổi, cá tính như một cậu con trai. Có thể nói Hoàng Danh Tử và Tưởng Dực, bọn họ như huynh đệ thân thiết lâu năm. Quá trình chuyển đổi từ tình huynh đệ thành tình yêu hết sức thú vị. Trailer chính thức đầu tiên của bộ phim hé lộ phân cảnh hôn, giờ khóc giờ cười của cặp tình nhân huynh đệ này. Vì đã quá thân thiết lâu năm, khó lòng chấp nhận được mình lại đi hôn đứa bạn thân. Nam nữ chính của Muốn Mãi Mãi Yêu đã chơi chiêu độc lạ, đeo kính dâm để mở khóa nụ hôn đầu. Chi tiết phim đầy thú vị này đã khiến cho khán giả không khỏi cười bò, cảm thấy tình yêu huynh đệ này thật đáng để trải nghiệm. Nếu như bạn cũng yêu mến Dương Tử thì đừng bỏ lỡ bộ phim mới Muốn Mãi Mãi Yêu.